Chào cả nhà nhá. Chào cả nhà đã đến với sân cánh diều. Hôm nay câu lạc bộ Hải Phòng có buổi tập trên sân cánh diều. Hứa hẹn là một buổi tập tràn đầy năng lượng. Mời cả nhà tiếp tục theo dõi video của mình nhé.
Thank you.